Xin chào các bạn. Mình hiện nay đang đứng ở cạnh một cái hồ bán nguyệt, còn gọi là vực Chùa Ông, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thế thì cái hồ này rộng khoảng 320 hectare và rất là sâu, cho nên là người dân ở đây còn gọi là vực không đáy. Bởi vì sao mình giới thiệu với các bạn về cái hồ này? Bởi vì bắt đầu từ hồ này và cái dãy núi đằng sau các bạn nhìn là khởi đầu của một cái chuỗi thắng cảnh, còn gọi là Bát Cảnh Sơn. Bát Cảnh Sơn ngày xưa thì gồm có 8 ngôi đền và chùa dọc theo cái dãy núi mà đầu ở đây và nối cùng với khu Tuyết Sơn của khu thắng cảnh Hương Sơn. Theo phần dư địa chí của Phan Huy Chú thì vào thế kỷ thứ 16, nghị tổ Trịnh Doanh qua đây chiêm ngưỡng đã ví Bát Cảnh Sơn với Tiêu Tương bên Trung Quốc và cho lập hành cung để đi về thưởng ngoạn. Thế thì Bát Cảnh Sơn gồm có Chùa Ông, Đền Tiên Ông, Chùa Tam Giáo, Chùa Kiêu, Chùa Bà, Chùa Dâu, Chùa Cả, Chùa Bông và Chùa Vân Mộng. Chính vì 8 ngôi chùa này mà có thể đây là lý do được đặt là Bát Cảnh Sơn. Thế thì đường vào Bát Cảnh Sơn ở Đền Tiên Ông thì chúng ta đi theo quốc lộ 22, ở km số 13 thì rẽ vào một cái đường đá, đường thoải. Và các bạn có thể đi theo thị trấn Quế lên. Và khi mà vào tới khu vực Đền Tiên Ông thì ngay dưới chân núi chúng ta gặp đền Mẫu. Đó. Ở đây có rất nhiều khách thập phương về cúng viếng. Đây là ở bên trong đền Mẫu. Cai quản ở dưới nước dưới âm đây này. Và đây là Thủy Đình. Thì đây là Thủy Đình, chúng ta nhìn thấy ngay bên sát bên vực Chùa Ông. Đây là mỏm núi voi phục mà giáp với hồ. Và chúng ta bắt đầu lên. Em giới thiệu về cái Bát Cảnh Sơn ở Tượng Lĩnh này. Vâng. Ngày xưa chúa Trịnh Doanh về đây đặt cho là Bát Cảnh Sơn. Chúng ta bắt đầu những bước đầu tiên, vượt qua 150 bậc thì chúng ta sẽ lên tới nơi. Thế thì đền Tiên Ông được xây dựng vào đời vua Trần Nhân Tông trên lưng chừng núi Tượng Lĩnh. Đền thờ Nam Thiên Đại Thành Hoàng, Thánh Tổ Thiên Vương Bồ Tát. Vâng. Chúng ta bắt đầu vào khu vực cửa đền đây rồi. Xin chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe nhá. Mạnh khỏe nhá. Vâng, ok. Vâng. Chúng ta vừa gặp một đoàn khách đến cúng lễ. Và đây là sân đền. Tôi sẽ quay một vòng để các bạn nhìn rõ. Những dãy ghế đá để cho chúng ta nghỉ ngơi trong các cái bước leo núi mà mỏi. Từ bên sân đền chúng ta nhìn xuống bên dưới có những cái tiếng chim hót rất là yên tĩnh. Và đây chính là cái phần hồ mà chúng ta từ bên trên nhìn thấy. Để đến đền Tiên Ông thì các bạn có thể đi theo hướng thứ hai, đó là cách chùa Hương khoảng 7 km. Nhiều vị vua chúa như là vua Lê Thái Tổ, vua Lê Dụ Tông, chúa Trịnh Doanh, Trịnh Tùng, Trịnh Sâm, Mạc Phúc Hải đã tới thăm đền. Chúng ta bắt đầu vào bên trong đền. Bên trong đền thì có hai pho tượng, một pho tượng bằng đồng và một pho tượng bằng gỗ, rất là linh thiêng. Tuy nhiên thì tôi không thể vào bên trong hậu cung để quay được, mà chỉ được phép quay ở bên ngoài. Trải qua rất nhiều lần chiến tranh và giặc giã, thì ngài hóa đấy thì lại chuyển về ngài về hóa đấy thôi. Hóa đấy thì dần dần thì thập phương mang tâm vào, thì ngài Ninh thì thiêng thì một ngày một tiến lên, thì các khách thập phương xa gần thì mang tâm vào thì làm to dần giãn dần dần. Thì ngày bây giờ từ Nam vào Bắc, từ Bắc lên Nam, từ trên ngược về đây thì thập phương thì liên tục về để bái yết cửa ngài, để cầu con cầu tự, rồi cầu may mắn, cầu buôn bán. Và đây là những cái chỉ dụ vẫn còn. Thế thì trong các cái thông tin này thì chúng ta được biết là chúa Trịnh Doanh đã nhiều lần về đây và cho thấy là tương truyền Lê Quý Đôn và Nguyễn Huy Oánh đều là con cầu tự. Chúng ta bắt đầu lên trên núi. Trời mưa khá trơn trượt. Các bạn nhìn những cái đất rất dễ bị trơn. Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn trèo lên để quay toàn cảnh xuống bên dưới. Các bạn cùng ngắm. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục. Rất là trơn luôn. Vừa đi tôi phải vừa bám vào những cái gành đá. Là chúng ta sắp lên tới đỉnh nữa rồi. Các bạn nhìn thấy đỉnh có treo một lá cờ. Và chúng ta tiếp tục. Chúng ta đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi hình một con voi phục. Và từ trên này chúng ta nhìn xuống thì chỗ lá cờ chính là đền Tiên Ông và con đường dẫn vào đền. Thế và tôi sẽ quay một vòng để các bạn thấy cái độ rộng của vực chùa Ông. Đó. Đây các bạn nhìn. Vực chùa Ông rất là rộng, vòng quanh mỏm núi ra đằng sau. Đó. Đây. Ra tít đằng này. Chính vì vậy cho nên là vực chùa Ông rộng 320 hecta. Đấy các bạn nhìn. Đây. Hiện nay Bát Cảnh Sơn chỉ còn hai di tích, đó là đền Tiên Ông và chùa Tam Giáo. Thế còn chùa Ông thì năm 1901, sau một cơn lũ thì chùa đã bị ngập ở dưới vực chùa Ông bây giờ. Chính vì vậy cho nên là cái vực gọi là vực chùa Ông. Thế bây giờ chúng ta xuống ra khỏi đền Tiên Ông và chúng ta sẽ đến chùa Tam Giáo, là cái di tích thứ hai còn lại. Cái chùa Tam Giáo thì cũng mới được xây dựng gần đây. và cách đền Tiên Ông khoảng hơn 1 km. Các bạn thấy ở chùa Tam Giáo thì có những con dê được nhởn nhơ ăn cỏ ở vườn chùa, và chúng còn nhảy cả lên sân chùa. Tương truyền thì Tiên Ông là tu ở đây, và khi xây chùa thì có rất nhiều thợ, nhưng mà chỉ có một nồi cơm và một lọ muối vừng. Khi mà thợ ăn hết thì lại đầy giống như là nồi cơm thạch xanh ấy. Vâng, thì hôm nay chúng tôi đến thì không hiểu sao mà không có ai nhà sư, cũng như là không có ai trông coi, cho nên là cửa chùa đóng, chúng tôi không vào được bên trong. Trong thời kỳ chống Pháp thì chùa là căn cứ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh.